thì hiện tại tiếp diễn một trong những thì các bạn mất gốc phải học nhá. Chủ ngữ là I đi với to be là am. Chủ ngữ he, she, it hoặc danh từ số ít đi với to be là is. Chủ ngữ we, you, they hoặc danh từ số nhiều đi với to be là are. Và động từ luôn ở dạng thêm minh. Ví dụ câu số 1 chúng ta có chủ ngữ là I và động từ là study. Chúng ta chia to be là am và động từ các bạn mang đi thêm ing thành studying. I am studying English now. Tôi đang học tiếng Anh ngay bây giờ. Câu số 2 ta có chủ ngữ là they, nó là nhóm này, vậy to be là are đúng không? Động từ các bạn thêm ing thành having. They are having breakfast at the moment. Họ đang ăn sáng ngay lúc này. Câu số 3, my teacher là một danh từ số ít vì chúng ta không thấy s này. Vậy đi với to be là is. Động từ speak thêm ing thành speaking. My teacher is speaking at present. Câu số 4, look, nhìn kìa. The boy là một danh từ số ít vì không có s. Vậy đi với to be là is. Rồi động từ thêm ing thành running. Look, the boy is running after the bus. Nhìn kìa, cậu con trai đấy đang chạy theo sau cái xe buýt. Câu số 5, my parents có s là một danh từ số nhiều, nó đi với to be là are. Vậy động từ cook chúng ta thêm ing thành cooking. My parents are cooking in the kitchen. Bố mẹ tôi đang nấu ăn trong nhà bếp. Câu số 6, các bạn hãy xét chủ ngữ và chia cho cô động từ sleep nha.